Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy dân chúng tụ họp đông đảo, Đức Giêsu bắt đầu nói: Thế hệ này là một thế hệ gian ác. Chúng xin dấu lạ nhưng chúng sẽ không được thấy dấu lạ nào ngoài dấu lạ ngôn sứ Jonah. Quả thật ông Jonah đã là dấu lạ cho dân thành Ninive thế nào, thì con người cũng sẽ là dấu lạ cho thế hệ này như vậy. Trong cuộc phán xét, nữ hoàng phương Nam sẽ đứng lên cùng với những người của thế hệ này, và bà sẽ kết án họ, vì xưa bà đã từ tận cùng trái đất đến nghe lời khôn ngoan của vua Salomon, mà đây thì còn hơn vua Salomon nữa. Trong cuộc phán xét, dân thành Ninive sẽ trỗi dậy cùng với thế hệ này và sẽ kết án họ, vì xưa dân ấy đã sám hối khi nghe ông Jonah rao giảng, mà đây thì còn hơn ông Jonah nữa. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Kính thưa quý cụ, quý ông bà cùng tất cả anh chị em, con có ba tâm tình chia sẻ trong thánh lễ chiều ngày thứ hai này. Tâm tình thứ nhất đó là: kính thưa cộng đoàn, ngày thứ tư tới đây, tức là ngày mai, ngày mốt đó, là ngày 13 tháng 10. Không biết ông bà và anh chị em thế nào, nhưng mà đối với con thì cái ngày này nó quan trọng lắm. Nó rất là, con cũng có cái gì đó rất là chờ đợi. Thì con cũng chia sẻ cái tâm tình này với cộng đoàn. Chúng ta hãy chờ đợi đến ngày 13 tháng 10. Chờ đợi một cái ơn lành của Chúa, của Đức Mẹ thương ban cho tất cả chúng ta. Trong ngày 13 tháng 9, Đức Mẹ hiện ra tại Fatima thì cũng nói với ba trẻ rằng là: chúng con hãy lần chuỗi mân côi để chờ đợi đến 13 tháng 10. Sẽ có Chúa Giêsu, sẽ có ơn lành cho tất cả chúng ta. Chắc chắn là trong đó có ơn sám hối. Vì thế tâm tình này con cũng xin chia sẻ với cộng đoàn. Chúng ta hãy nghĩ đến ngày thứ tư này là ngày 13 tháng 10, chúng ta cũng chuẩn bị tâm hồn sốt sắng để đọc kinh 9 giờ, đọc kinh Mân Côi, và sau đó là thánh lễ mừng kính Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Chiều hôm nay thì có một chị cũng ở Hôn Ai, chị gọi: cha ơi, chúng con cũng chờ đến ngày 13 tháng 10 để đại đại gia đình của chúng con, ba anh chị em gia đình đi cách ly, chúng con được về. Trong khu cách ly chúng con mới biết đọc kinh Mân Côi đấy. Và chúng con cũng tin rằng Đức Mẹ đã chữa lành cho ba gia đình của chúng con. Vì thế gia đình, ba gia đình chúng con cũng chờ đợi đến trưa ngày 13 tháng 10 để hiệp ý với cha dâng lễ tạ ơn Đức Mẹ. Cũng có một bà cũng ở xa nữa, may cho con một cái áo lễ và gửi là ngày 13 cha mặc cái áo mới này, để như là tâm tình tạ ơn của gia đình chúng con dâng lên cho Đức Mẹ. Đấy là ý thứ nhất. Chúng ta hãy nghĩ đến ngày 13 tháng 10 như là một lòng khao khát. Xin Chúa Đức Mẹ ban nhiều ơn lành xuống trên tất cả chúng ta. Rồi tâm tình thứ hai, sáng hôm nay thì con cũng có nghe một cú điện thoại, thì con cũng thấy cũng, con cũng muốn chia sẻ lại. Thì có một người ở nước ngoài ở Mỹ gọi về, thì chị kể chuyện thôi. Chị bảo rằng là chị được biết rằng có một cha ở một cái xứ nghèo lắm, xây nhà thờ gần xong rồi thì hết tiền. Thế thì là cha này, cha mới đi làm dò trả đấy, để mà kiếm thêm tiền để mà lo cho nó xong cái nhà thờ. Thế thì mấy người bên Mỹ thấy cái hình ảnh đó thì thấy cảm động quá, mới quyên góp được một số tiền. Thế mới gửi về cho cha ấy, nói với cha ấy rằng là: thôi cha đừng có đi buôn dò, bán dò nữa, tội nghiệp lắm. Thì cha dùng đỡ cái số tiền này đi để mà gọi là cho nhà thờ nó phần nào cho nó xong đi. Rồi họ cũng quyên góp chuỗi mân côi rồi ảnh Đức Mẹ đó gửi về, rồi cha cũng kêu gọi mọi người đọc kinh cầu nguyện để Chúa Mẹ sẽ ban ơn cho. Thế thì cha này mới nói rằng là: bây giờ tôi cần nhiều tiền lắm, tôi không có dùng cái số tiền này sửa nhà thờ ngay đâu, nhưng tôi dùng cái số tiền ông bà anh chị em gửi về để tôi làm thật nhiều giò nữa, để tôi bán, để tôi kiếm thêm lời để mà sửa nhà thờ. Cái này là kể nguyên văn nha. Thế là mấy người họ cũng hơi buồn buồn, họ bảo: thì cha cứ làm đi, cha cứ sửa nhà thờ đi, chứ cha bán giòn chi. Rồi nếu Chúa thương thì chúng con có điều kiện chúng con lại giúp thêm cho cha, mà cha không chịu. Thế là cha dùng hết cái tiền ta gửi về, cái là đầu tư làm giò trả thật nhiều. Thế thì khi mà làm thật nhiều như vậy thì đùng một cái là Covid đến. Tức là chỉ thị 16 cấm tất cả buôn bán. Thế là một đống giò trả đấy không bán được. Không bán được, thế là cho này cho kia, coi như là hết cái số tiền đó.
Thế lúc này thì cha mới nghĩ là thôi thì chị có hứa là cho chuỗi với cho Đức Mẹ, cho Đức Mẹ, ảnh Đức Mẹ với chuỗi với lại một tượng Đức Mẹ nữa thì thôi thì xin chị gửi về cho chúng tôi. Thế là họ cũng tìm mọi cách họ gửi về, nhưng mà khi về đến Việt Nam thì tuyệt đối cái vùng quê của cái cha này á, là họ không nhận, tức là họ rất là khó. Họ không nhận chuỗi, không nhận ảnh Đức Mẹ, không nhận tượng Đức Mẹ về để cho về cả. Thế là ứ lại ở Sài Gòn. Thế là cái người mà đang giữ cái số chuỗi đó với lại tượng Đức Mẹ ở Sài Gòn như vậy, họ nói giờ gửi về mà không cách nào gửi được cho cái cha này cả. Thế là lên trên mạng đọc kinh, thấy giáo sư Cao Xá, thấy cha Hùng đang nói là tôi đang cần chuỗi mân côi để cho mọi người lần chuỗi mân côi trong tháng 10. Thế là cha Hùng được nhận tượng Đức Mẹ, ảnh Đức Mẹ và hết số chuỗi mân côi ấy về đây để cho quý ông bà và anh chị em đọc kinh. Thế thì cái chị nói mà cha ơi, con nói với lại cái cha nhà quê đó, bởi vì cha không có muốn Đức Mẹ, cha chỉ muốn có tiền làm giò thôi, nên là cuối cùng cha chẳng được cái gì cả. Còn cha Hùng Cao Xá thì cha muốn Đức Mẹ có chuỗi, thì cha có Đức Mẹ có chuỗi thì chắc là cha còn có nhiều thứ nữa. Thế thì con nghe cái chuyện này con vui lắm. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, con muốn chia sẻ cái ý thứ hai là xin cho lòng chúng ta khao khát Chúa đi. Chúa thì lúc nào cũng thương mình rồi đấy, nhưng mà mình có muốn Chúa hay không thì Chúa mới vào được. Mình có muốn Mẹ hay không, giống như ông Gia Kêu đó, phải muốn Chúa, muốn Đức Mẹ thì Chúa Mẹ mới có thể vào với mình được. Thật lòng là trong lòng của con thì con cũng muốn, con cũng muốn khao khát và còn muốn khao khát hơn nữa. Thì khi mình muốn thì Chúa Mẹ sẽ đến, mà Chúa Mẹ đến thì chúng ta còn dư đầy những cái phúc lộc khác nữa. Con thấy cái chị này chị chia sẻ cũng hay, mà cha nhà quê đấy nghĩ cũng tội nghiệp, cứ lo kiếm tiền. Con thì con nghĩ là cứ cầu nguyện rồi mọi người ân nhân người ta sẽ giúp mình thôi. Thôi thì nói như vậy không có phải là chê cái cha kia đâu, nhưng mà cuộc sống các linh mục coi sứ thì đôi lúc thì nó cũng bị cuốn theo cái vấn đề mà tiền bạc xây dựng ấy mà. Thì con cũng nhủ với lòng mình là trong mọi hoàn cảnh, có thì xây không có thì thôi, nhưng mà cái chính vẫn là chăm sóc đời sống đạo đức, cầu nguyện cho con chiên. Rồi, cái ý thứ ba liên quan tới bài tin mừng ngày hôm nay thì cũng rất là dễ hiểu thôi. Khi người ta đến với Chúa thì người ta cứ đòi hỏi điểm thiêng dấu lạ mà không thay đổi cuộc sống thì Chúa cũng rất là buồn. Chúa không tiếc ban ơn cho tất cả chúng ta, nhưng nếu chúng ta không cải thiện đời sống thì ơn sủng thì nói như Thánh Phaolô bảo đó, anh em cứ xin ơn mà anh em không cải thiện thì anh em lãng phí những cái ơn huệ của Thiên Chúa. Thế thì hôm nay Chúa nói không có phép lạ nào ngoài phép lạ Jonah. Dân Ninive đã nghe lời ông Jonah mà cải thiện đời sống. Thế thì đấy là dấu lạ. Chúa cũng tha thiết tất cả chúng ta. Chúng ta chờ đợi đến ngày 13, thế thì còn 2 ngày. Thì nếu có thiếu sót, tội lỗi gì chúng ta cũng sám hối đi. Xin Chúa, xin Đức Mẹ chứng giám cho lòng sám hối của chúng con và ban ơn sám hối. Khi chúng ta đã sám hối thì ân huệ cũng sẽ đổ tràn trên tâm hồn chúng ta.